Hồng Diễm là một trong những nữ chính phim Việt giờ vàng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Sắp tới đây, nữ diễn viên sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Sau Hành Trình Công Lý, khán giả sắp được gặp lại nữ diễn viên với một vai diễn mang nhiều màu sắc khác biệt. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồng Diễm đã đăng tải một bức ảnh cùng nam diễn viên Quang Sự. Được biết, trong bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Quang Sự sẽ vào vai chồng của Ngân Hà. Đều là những ngôi sao có diễn xuất cực tốt, vậy nên khán giả cực kỳ mong đợi vào màn hợp tác của cặp đôi. Trên bài đăng của mình, nữ chính Trạm Cứu Hộ Trái Tim viết: "Ngày đầu cô ấy và anh ấy gặp nhau, Hà và Nghĩa, hai trái tim tổn thương tìm đến Trạm Cứu Hộ Trái Tim thì bắt gặp chuyện tình cảm lạnh. Trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim, vợ chồng Ngân Hà và Nghĩa rất yêu thương nhau. Thế nhưng, thực ra Nghĩa luôn âm thầm phản bội vợ, thậm chí muốn chiếm lấy gia sản nhà vợ. Hồng Diễm sẽ lần nữa bị chồng màn ảnh phản bội. Lần này, cô sẽ phải đối mặt với một tiểu tam tham vọng, giảo hoạt hơn rất nhiều. Thậm chí, cô ta còn ở ngay cạnh Ngân Hà chữa bệnh tâm lý cho mẹ cô." Trạm Cứu Hộ Trái Tim được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi lên sóng trong tháng 3 này. Trở lại với một vai diễn có nhiều nét tương đồng với các nhân vật trước, liệu Hồng Diễm có khiến khán giả ấn tượng hơn hay không vẫn còn là ẩn số lớn. Trạm Cứu Hộ Trái Tim sẽ nối sóng Chúng Ta của 8 năm sau lên sóng vào ngày 11 tháng 3 này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.